Hello mọi người, hôm nay mình đi đăng ký sinh tại bệnh viện Hồng Ngọc, tiện review cho các mẹ bầu tham khảo luôn này. Mình tham khảo thông tin từ lúc 32 tuần rồi, nhưng chờ đến 36 tuần mới đăng ký vì có ưu đãi khủng tới tận 15 củ. Mình sẽ để dưới comment cho bạn nào quan tâm nha. Khoa sản ở tầng 2 nha mọi người, vì có hẹn lịch trước nên là nơi được các bạn tư vấn đón tận thang máy. Xong vào phòng tư vấn, bạn ấy giải thích kỹ cho tất cả các dịch vụ cho gói sinh, nghe xong mê quá phải đăng ký sinh liền. Nghe tư vấn xong thì được dắt đi xem các phòng đẹp long lanh như khách sạn luôn ý. Đăng ký xong xuôi, vợ chồng mình ngồi chờ ở sảnh lễ tân để bạn tư vấn làm hợp đồng. Mình chẳng phải lo gì cả vì đã có bạn tư vấn làm cho từ A đến Z rồi. Từ phòng khám ban đầu thì bác sĩ sẽ hỏi mình về thông tin thai kỳ này, đọc huyết áp, kiểm tra tim thai. Hỏi bác sĩ này cô điềm đạm ghê ý, nói năng nhẹ nhàng dễ chịu, rồi không đè ăn lấy máu để xét nghiệm nè. Trong mặt tôi cau lại như vậy là do sợ thôi, chứ không đau đâu nha mọi người. Trong lúc chờ kết quả thì lên nhà hàng tầng 4 ăn trưa luôn, vì trong phiếu khám có suất buffet miễn phí. Hai vợ chồng với con em phải lên trải nghiệm cái nhà hàng 5 sao này ngay, xem nó có gì mà người quên ai đi khám ở đây rồi cũng khen. Đồ ăn siêu nhiều, từ Á đến Âu đủ cả. Cười la chẳng miệng khiến mình phát bực, vì đã nhiều còn ngon không tả được, là mẹ con tôi cứ phải ăn thôi, tôi tức á. Chưa được vào phòng nghỉ ngơi chút, rồi đầu giờ chiều vào siêu âm này, nhìn ông chồng tôi chăm chú nhìn vợ con chưa kìa. Giờ đang monitor tầm nửa tiếng, có hết các kết quả thì qua gặp bác sĩ để kết luận và dặn dò luôn. Giờ chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón con yêu thôi.